trích khẩu hàng hàng năm rồi. Năm thứ nhất là trích sổ năng lượng bằng 1/3 19.500, rất là nhanh. Và cái giá trị trích khấu hao ở các năm còn lại thì nó giảm dần, giảm dần. Như vậy cái ưu điểm của phương pháp này là gì ạ? Đương nhiên chúng ta thấy là gì ạ? Thu hồi vốn nhanh hơn, nhà đầu tư nhanh hơn, nhanh hơn so với phương pháp đường thẳng. Điều này càng SL mà N, nhanh hơn. Cái thứ hai đó là nó phản ánh đúng, phản ánh gần đúng giá trị tham vọng. Thì doanh nghiệp khi mà trích khoản càng nhiều thì càng tiết kiệm được tiêu tiền thuế. Do đó đó, cái đặc điểm hai đó, ở những năm đầu, thì tạo ra cái phương pháp nó tạo ra cái lá chắn thuế tốt hơn. Có nghĩa là những năm đầu đó thì cái việc đó đã thành sản phẩm cao. Bởi vì chi phí cao thì làm cho giá thành nó cao, mà giá thành sản phẩm cao đó thì nó dẫn đến khó cạnh tranh. Mà khó cạnh tranh là đặc biệt đối với gì ạ? Đối với những cái doanh nghiệp mới thành lập, hoặc là những doanh nghiệp chưa có thương hiệu trên thị trường. Đấy là như vậy. Đây là cái phương pháp thứ hai mà tôi trình bày cho các bạn đó, các bạn lưu ý. Chúng tôi nó dễ thôi đấy, không có gì khó khăn. Được chưa? Rồi, như vậy chúng ta đi vào, vừa giới thiệu xong cái phương pháp khấu hao gia tốc thứ nhất, gia tốc nhất. Rồi bây giờ cho các bạn nghỉ giải lao, mời các bạn nghỉ giải lao trong các bạn nghỉ giải lao trong 20 phút ha, 20 phút và chúng ta quay lại. Được chưa? Chúng ta nói tiếp rồi giải lao nhé.